Rồi hôm nay mình sẽ lắp con đầu kéo nha. Thì mọi hôm bữa mình lắp cái xe ben với lại xe thùng nhiều, thì hôm nay mình chuyển sang mình lắp con đầu kéo. Thì cơ bản thì cái xe nó vẫn thế thôi, thì nó vẫn bao gồm các chi tiết như vậy. Nó khác chút là đầu kéo thì nó có thêm cái mâm đỡ móc này, mâm xoay, cái bàn xoay nó đây mà. Đây này mình có hai cái cũ như thế này. Đây cơ cấu ngàm móc nó ạ. Này nó sẽ có cái servo điều khiển dây nữa. Ở đây là cái mâm nha. Thì cái hộp số với lại tất cả các cái chi tiết thì nó vẫn giống như các xe khác thôi. Thì hôm nay thì còn khác chút nữa là mình lắp cái hệ thống treo của Lesu nha. À, các xe trước thì mình lắp cái hệ thống treo của JDM. Thì cái hệ thống treo của Lesu thì với JDM thì nó gần như là ngang nhau thôi. Mà cái độ linh hoạt thì của thằng Lesu nó linh hoạt hơn là JDM. JDM nó có vẻ nó cứng hơn chút nhưng mà có cái độ rằng nó mượt hơn thằng JDM. Mâm thì hôm nay mình vẫn xài mâm của JDM thôi. Lốp mình lắp cái lốp mà Michelin. Đấy. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái cabin nha. Hôm nay mình lắp cái là cái cabin này của là thằng dòng pha. Mà thực tế thì cái này nó hay giống form của hổ vồ, thì mình cũng hay gọi là hổ vồ chứ ít gọi là pha. Đây logo pha ấy mà. Logo này là dài. Lúc nào xong thì mình sẽ sơn bạc cho nên mình gắn nó lên. Này nó rất là bự. Này, nó đầy đủ hết cả bộ lọc gió này. Này thì mình đã gia công lại rồi, lúc in 3D xong thì các mảnh nó cũng rời ra, mình phải ráp con khò lại cho nó vào form. Đây là cái cản trước nữa, đèn pha thì nằm dưới cản. Đây là cái tablo. Đó, các bạn nào mà chạy nhiều mấy cái hệ này nhìn tablo một cái nhận ra ngay. Đây, tablo dòng pha hổ vồ nó cũng giống vậy luôn. Nói chung là cũng không dài dòng nữa, giờ mình sẽ bắt đầu mình lắp nha. Thì vẫn lắp cái khung trước, lắp cái dàn chassis lên trước nha. Phần đây mình lắp xong cơ bản phần khung gầm nha. Thì hôm nay mình vẫn lắp cái hộp số Lesu 3 cấp thôi. Do là cái cắc đăng chưa có, mình đặt nó chưa về nên là hôm nay mình sẽ lắp hộp số trước, cũng chưa test được xe. Hiện tại đang dịch nên là cũng không đặt đồ, nó không về luôn được. Đây là cơ cấu vào số đây. Tiếp theo mình sẽ thêm lắp cái khóa cabin này mọi người. Đây, vào đây.
tượng trưng thôi chứ cũng không có xài đến nha các bạn. Các bạn mình dựng xong hết phần khung gầm này nhé. Thì cái này của mình chưa lắp rô vì tại là mình đang đặt cái le su phun kim loại về. Cái này bằng nhựa, cái này là của Tamiya. Dụ bạn kéo nhẹ không sao, bạn kéo mấy cái móc nặng thì cái móc nhựa này nó sẽ không chịu được này. Lên xe thì lắp ở khoảng này. Đây mình còn thiếu một cái tấm sàn đây nữa, một tấm sàn inox bắt gọn ở đây, đây là tấm sàn nữa, mình còn thiếu các đăng nữa. Rồi thì cơ bản mình đã lắp cái cabin lên rồi, thì cái lắp cabin lên nó đơn giản nên mình không có quay. Thì lắp lên thì cũng nhìn thì cũng hoàn thiện cơ bản gần xong rồi các bạn. Giờ chỉ còn lắp cái phần điện này, lắp cắt đăng với lại cơ cấu khóa vi sai nữa, lại cơ cấu mở khóa móc nữa. Thì sơn thì mình đang tính là mình sẽ sơn màu xanh hoặc là màu đỏ, màu mà xe hổ vồ hay sơn nữa. Đó, như cái này là khóa ngàm cabin này các bạn. Đó. Tất cả là phun kim loại hết nhỉ. Có cabin thì mình in 3D bằng nhựa rồi. Gương kính đầy đủ hết. Đèn pha thứ thì khi nào lắp điện mình lắp rồi. Nội thất là cũng đầy đủ. Đó, bọc tài này, vô lăng này. Nội thất thì nhìn chuẩn của xe ấy, chuẩn của xe phao hổ vồ. Đây là nhìn từ đằng sau lên nữa. Đấy. Cabin này là loại cabin có giường ngủ phía sau. Đây là cầu đây. Cái này là cầu le su phun kim loại có khóa visa đó. Thì các bạn thì các bạn chào mình ở clip sau nhé. Hôm nay mình sẽ tóm tắt tại đây rồi. Cảm ơn các bạn.